Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian qua có tình trạng đối tượng mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội lập ra các trang Facebook công khai số điện thoại để rao thu mua, thanh lý sổ bảo hiểm xã hội trước thời hạn của người lao động nhằm trục lợi. Việc mua bán, chuyển nhượng hoặc cầm cố thế chấp sổ bảo hiểm xã hội là các hành vi vi phạm pháp luật. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cảnh báo người dân, người lao động cần nâng cao cảnh giác để không bị lôi kéo, xúi giục mua bán sổ bảo hiểm xã hội, đồng thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm.